chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay mình lên ba cây mai khủng nha quý vị. Để nó đây. Để nó như một con rồng con gì quý vị. Quá trời luôn. Đó. Cây này khủng nha quý vị. Nó hồn đế luôn. Rồi, cây số 3, số 2 đây. Đây mình giao lưu ba cây nha quý vị. Để lực. Thân nó sắn như cây sa ri nha quý vị. Thân nó sắn nó dặn ha. Đó. Mở khí gần lên ha. Một cốt, vót ngọn, tay cành đều nha quý vị. Cao nó tầm 3 mét thôi quý vị. Rồi, cây số 2 đây. Ôi số 3. Để đẹp, củ nở. Tay cành đều ha. Để ra đều bốn mặt luôn. Đó. Giờ mặt hàng rất nhiều nha quý vị. Quý vị có nhu cầu mua lẻ sỉ gì là có đầy đủ hết nha quý vị. Đó, hàng mình về đây. Đó. Quá trời ha. Rồi không mất thời gian của quý vị, mình tiến hành vô cây số 1. Rồi, cây số 1. Nó có tam tài, ba chi tam tài nha quý vị. Chiều cao nó tầm 1m6 quý vị ơi, từ mặt bầu lên ha. Rồi nó có vành. Cái vành này chí này nó 45 hơn quý vị ơi. Nó 45 hơn ha. Đường kính bầu ơi, đường kính bầu vô đấy luôn. Đường kính bầu nó qua là 77 nha quý vị. Xuống thẳng xuống nha quý vị. Cây rất khỏe ha, nó có ba chi tam tài. Để dễ quý vị cắt bằng tay cũng được nha quý vị. Mã số 1 vô luôn quý vị là 18 triệu nha quý vị. 18 triệu mình bao ship ha. Bao ship. Không có thiếu mặt nào nha quý vị. Rồi mình qua cây số 2. Cây số 2 một. Một thân một cốt nha quý vị. Chiều cao nó tầm 3m. 3m có hơn nha quý vị. Tán ngang nó, tán ngang rộng của nó khoảng chừng 1m mấy quý vị. 3. Vành của nó là 49 nữa vậy. Xích xuống cái cũ đặc nè. Cũ đặc 54 vậy. Đường kính bầu của nó là 72. Một thân một cốt rất ngọn nha quý vị. Cây này nó đặc điểm của nó dặn thân nha quý vị. Như cây sơ ha. Rồi mã số 2 vô luôn 17 triệu quý vị. Bao ship 200 cây nha quý vị. Xa hơn nữa mình thỏa thuận với ship nha quý vị. Một thân một cốt vót ngọn nha quý vị. Hốc thân của nó. Hốc
cấu thân của nó là 54, có chỉ cần số 1 nha quý vị. Thân dặn như cái series vậy. 17 triệu. Bao ship 200 cây nha quý vị, mã số 2. Rồi mình qua mã số 3. Mã số 3 nó khoảng chừng 1 mét. 2 mét quý vị ạ. Cao 2 mét. Hoành của nó là 43. 43 nha quý vị. Đó. Tán ngang của nó là 1m20 kìa. Cấu thân của nó là 27. Này nó có 3 chi nha quý vị. Không phải là song thụ nha, này nó tạm tài lên 3 chi. Cây già cây lắm quý vị. Số 3 vô luôn quý vị là 8 triệu nha quý vị. Mã số 3, 8 triệu. Bao ship 200 cây nha quý vị. Quý vị có nhu cầu mua vàng thì liên hệ số điện thoại của mình như phần tiêu đề nha quý vị. Nhấn đăng ký kênh, chia sẻ anh em bạn bè cùng xem.